Thôi chợ đầu mối Lam Sơn. Đó. Ở đây cả nhà đi du lịch đâu đây? Tàu. Này ai lái xe đây? Này chị đẹp lái xe. Để ra coi xe đẹp đứng coi cái này coi. Oh, đẹp không? Hello. Xôi cút xôi bò đây. Rồi đã tới thành phố Bà Rịa. Thấy anh đi đón không? Quá dữ luôn. Thôi anh Thanh. Thôi. Đưa ta cầm. Dữ luôn, nguyên nhà đi đón luôn á hả? Quá dữ. Rồi đã tới thành phố Bà Rịa. Ô ở đây Adidas luôn à trời. Rồi vô. Rồi bánh canh Long Hương nè. Không biết gì hết nha. Không biết gì hết nha. Đừng hai đi con hai đi. Hai sao? Rồi một cô của nó đâu? Nè. 41 là 41. Đó có mua nè. Cô gái đâu? Xíu thật đó. Bị soi đâu? Ủa, soi à? Ai cũng ăn định hạn á. Có bà già ăn chay à. Cho bà già một cái đùi bự. Nè. À, kiểu như là cho ngồi cái ghế giữa, ghế đặc biệt á. Dở ghê luôn. Dở mát đúng không? Rồi bây giờ là tới địa phận cầu Cổ Mây. Qua cầu Cổ Mây tới lên giới Vũng Tàu à. 16 cây nữa. Đó. Trời hôm nay nắng và nhiều mây. Rồi check in Vũng Tàu. Rồi về lên 1 2 3. Rồi bây giờ ai dẫn đi mua vé mình đi quay nè. Đường kem nha, miếng nhô. Miếng kem chưa? Bây.
Ây da, sau một hồi lân quân chọn được cái khách sạn này rồi, xong rồi thôi dẫn mọi người đi xuống biển tắm cho nó gần luôn, đi chai chỗ xa Sammy cứ tới thôi chứ tìm đi vòng. Rồi có đồ tắm với đồ chơi nè, mua cho bà ngoại chơi luôn đi nha. Mua súng nước cho bà tắm. Mua súng nước cho bà ngoại tắm luôn. Rồi bây giờ chút nữa là xuống bãi biển là đá banh hay là bơi trước? Bơi trước. Bơi trước đi ha. Chạy. Mẹ kêu kìa. Bố nè. Mẹ nè. Mẹ kêu kìa. Nè Bún ơi. Hay à. Nè Bún ơi. Hay à. Rồi đi. Coi tụi nó luôn nha. Cano nước Yamaha quá đã luôn. Khóc rồi ha. Liêu. Sống nè. Ôi liêu. Bạn ở đây. Rồi bắn lên nè. Vô sóng rồi vậy, chuẩn bị cái sóng này rồi vậy. Nữa rồi vậy. Tiếp luôn. Ngồi xuống cái sóng này nè, ngồi xuống. Ở đây. Nữa nè. Gái ngồi đây cho sóng nó đánh nè gái.
Đó, chuẩn bị vô kìa, chuẩn bị vô kìa. Đã không? Ok kìa. Rồi bây giờ mình chơi trò gì? Chơi trò tắm sóng. Vô nè, vô nè. Rồi lột đồ bà ngoại ra. Mát mát mát. Mát chứ không à. Rồi quay qua đây. Quay mặt ra đây. Rồi kỳ đất cho bà ngoại đi. Mát. Rồi bắt đầu. Xpander bây giờ là bữa giờ đi được mấy chuyến rồi? Bữa giờ là sau 3 tháng là đi hết 6.000 cây. 200 cây rồi. Wow. Thì bắt đầu Long Hải là đây là chuyến thứ tư. Chuyến thứ tư luôn rồi. Ồ, quá đã. Sắp tới là kế hoạch đi đâu nữa nè? Sắp tới là sắp tới là kế hoạch vào mùa hè này là có một chuyến về miền Trung. Vâng. Tới đi khoảng cách khoảng từ 700 cây đi về là khoảng 1.400. Ồ. Dự kiến là đi trong khoảng 1 tuần. Dự kiến là đi trong khoảng 1 tuần. Đi đông không? Thì có Mỹ với Trường với cậu. À đi với dì Bảy hả? Ồ. À có ai nữa? Ô có cậu Sáu đi nữa hả? Vậy là đã book hết rồi phải không? Nhưng mà chưa book, nhưng mà chưa có nhận lời. Tại vì để xem coi như thế nào. Để xem lại ngân sách hả? Ok, thôi vậy là để chờ chuyến du lịch đi về miền Trung. Trung thẳng tiến. Thẳng tiến. Ok. Ôi. Coi mày già 90 tuổi tắm biển kìa. Vô sống kìa. Ủa cạo này là cạo gì anh? Chắc chứ không phải là nghêu hả? Nhưng mà nhỏ 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 mấy con hến nữa hả? Ồ. Bỏ nhiêu? À hến rồi xong rồi mình lên mình bán ngoài chợ hả? Không, cái loại này mình bán là vịt ăn. À bán là vịt ăn luôn vỏ luôn á hả? Ồ, cào con dắt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Wow, thấy quá trời luôn nè. Đỏ, đỏ. Rồi cái này là mình về là mình còn sàng lại nữa hả? Kiếm lên để cho con vịt nó ăn. Ồ lạ quá, lần đầu tiên mới thấy á. Rồi, nguyên cái lưới đằng sau lưng luôn. Cái này về còn sàng lại nữa không? Rồi về nhà cho vịt ăn. Hồi nãy có thấy ở trên chị giận xuống đây luôn. Tắm gì không đã nè hả? Muốn xuống hồ mà. Giờ phỏng vấn coi. Sao? Bơi quá đã nhưng mà muốn xuống hồ bơi. Đi xuống hồ bơi đi.
Còn này sáng giờ tắm biển thấy sao? Muốn đi xuống hồ bơi luôn. Muốn đi xuống hồ bơi đưa tiền đây. Ủa cỡ 30 ngàn. 30 ngàn hả? Thằng kia. Đi lên lấy mẹ đưa tiền. Thôi sáng mẹ bay cho 200 ngàn. Đâu không, 4 đứa được, cho 4 đứa đi chơi đi anh. Cho 4 này nè, đi chồng chơi. 1, 2, 3, 4 đứa luôn. 4 đứa hả? Dạ. 500 rồi chị. Mấy phút. Dạ, chồng giống như em chạy nãy hả, đi bãi gió như kia chết về. Là 500 hả, nhiều dữ. Dạ. Vậy tất cả là bao nhiêu? Cái này em là của chị là 470. Trời ơi. Con là mà chạy 470 với 320. Thì em tặng chị luôn đâu bắt. Nướng qua bên cái cô này cô bật nạp con nướng luôn. Tất cả 520 hả? Không. 799. 799. Thôi 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 đi. Dạ, 450. Ủa, cái đó nói nhiêu ta? Cái gì? Ông 252.000 đó. 180kg bằng ký 4. Vậy này ký 3 con hả? Đúng rồi. Bự ha. Thì tao tính ký tư á, chứ tao không có biết. Tao tính tiền là tính tiền ký tư. Tao lấy cho em. Thôi cầm đây, cầm đây. Ây dạ. Bự á, ây dạ. Ký qua đi. Wow. Để có gạch luôn nè. Tợ trứng. Ký 3 con á hả? Cái này là 2 con. Ký 2 con à. Bự quá. Con này nhỏ hơn. Cái này là bao nhiêu ký nãy? Cái này 4,5. 4,5 á. Con này nhỏ hơn. Cái này là ký là cũng 4,5 luôn. Ký 3 con. Ký 3 con, ký 2 con ngon á. Để coi suy nghĩ coi. Rồi. Wow. Cô ra là One hour later. Rồi bây giờ là 11 giờ rồi. Nắng là đứng bóng luôn. À, bây giờ tiết mục là nghỉ ngơi, giải lao với lại cho rock. Trời ra cái chỗ này đông nghẹt. Đi Sài Gòn nó nghèo chú á. Bé lắm đó con. Đây, nhóm đít. Ở ngoài ăn mực đi chứ. Nè lấy cái ghế kia để ngồi. Mật ốc hương với lại ấy. Thôi khui làm hơi anh ơi. Đây. Khui anh nè. Để vậy hút luôn. Rồi anh, làm hơi đi. Nghe xong, kêu con ấy nó khui kìa. Rồi mời. Làm cái cho nó mát. Vô. Wow. Quá ngon. Đẹp. Em tao ăn gì? Tao ăn mật ong. Nghe môi á nè. Nè là cho mấy đứa nhỏ này đưa cái bình từ người lớn. Ngồi quá dữ đúng không? Rồi bổ sung thêm một món nữa là ốc hương với lại tôm. Mất. Rồi mời anh vô cái đi. Rồi vô đi xong. Lâu lắm nữa uống đồ rốc. Ừ. Không coi anh nha. Cái tâm là không có tâm. Rồi làm miếng mật thử anh. Rồi nè.
Ôi, ngon quá. Chưa xong. Mực hấp gừng. Vô. Vô rốt. Vũng Tàu. Đây, đổi dùng lên một cái món thịt kho, bánh chén. Rồi, xin mời. Vô. Vô. Thôi mà. Rồi. Có gạo chua nữa hả? Uống thịt. Đi Vũng Tàu mà ăn cái kiểu lấy cái hàng lên nó giống như dưới quê trời. Cái này gọi là gì? Sushi Việt Nam. Có cái này cứu cánh thì sẽ quẹo rồi. Ngủ rồi hả? Rồi ăn sao? Chấm. Ăn. Bê hả? Ngon. Uống miếng bia nữa nè. Rồi xin mời mấy anh nâng ly. Chúc mừng cái món thịt kho quấn bánh tráng. Vô. Đi nè. Rồi sao nãy giờ đi làm gì? Đứng qua đây cho nó thấy. Nãy giờ đi bắt cua con còng. Đâu, để xuống coi, để xuống đây coi. Đâu còng đâu. Wow, ấy con dễ cạn kìa. Nhiều không? Nhiều không vậy? Quá trời luôn. Đâu chỉ coi. Mấy con, mấy con? Hơn mấy con. Để con này bự. Con này bự nhất nè. Trời. Hơn một con rồi được rồi. Đếm rồi mấy con rồi bảo em. Không đếm được. 1 2 3 4 5 6 7 ơi nhiều lắm. Anh bắt được mấy con? Khoảng chừng con bắt bằng bỏ em luôn á với bằng phát luôn chứ. Rồi em bắt được mấy con? Trên 5 con. Đây luôn á chị coi chỉ lại. Trời ơi quá trời cái con này làm gì ăn? Không biết nữa. Đó, nướng lên ăn. Rồi. Vậy nướng ăn. Thôi vậy hả? Lớn lên nướng ăn. Lấy bỏ lấy đi. Buồn vui không? Vui 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 vui. Vui 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 hả? Vui 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 vui. Ngược sáng à, không có thấy hình buồn rõ. À, Binh vui, Binh vui, Binh thể hiện Binh vui. Hello, hello, say hi đi con. Hello. Vui, 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 vui. Sao? Ông dẫn rồi. Sẽ bị thoải mái không? Thoải mái, thoải mái, mát, 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 mát. Mấy trận rồi? Đâu có, mỗi người mới có 5 lon à. Thôi. Ơi, chỗ nào cũng có mặt con chó này hết. Đập điện thoại lên hội đập. Vui vui vui. Lên hội đập nè Bun. Đầu cát. Ngậm mình bắt mẹ ngủ luôn rồi. Rồi tiết mục leo cây bắt đầu nè. Ở đâu cũng được, miễn sao leo lên tới là ok. Bỏ dép xuống, bỏ dép ra, bỏ dép ra. Ừ. Bỏ dép kia luôn. Rồi leo lên. Leo qua phía bên đây phải này xanh mà kìa. Leo cây không? Yeah, get it, yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ba đâu. Yeah. Rồi, bắt đầu
mày bước xuống nãy nhảy cái gãy giò nữa. gần sắp tới Mỹ rồi. Tới Mỹ Tho á. Tới Mỹ Tho.